Nam xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại quý vị và các bạn trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Bây giờ là 16 giờ chiều ngày 15 tháng 11 năm 2022. Thời tiết bắt đầu se lạnh và chuyển sang đông mùa khô. Em đang đứng ngay khu vực công viên Trần Phú. Khi mà chúng ta đến với thành phố Đà Lạt thì chúng ta sẽ di chuyển từ con đường Đèo Prenn đến đường 3 tháng 4. Đây là khu vực cửa ngõ của trung tâm thành phố Đà Lạt. Ngay đây thì chính là công viên Trần Phú. Một buổi sáng thì bà con cô bác mình hay ra đây để mà tập thể dục. Và đặc biệt hơn nữa là cũng có nhiều bạn đến đây để mà chụp hình với các loại hoa đang khoe sắc rực rỡ. Hôm nay thì em sẽ đưa quý vị và các bạn đi cập nhật tình hình ngắm hoa ở công viên Trần Phú, cũng như là em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số phòng trọ cho người lao động thấp. Em cũng không quên buổi chiều hôm nay, xin kính chúc quý vị và các bạn có thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Sau khi chúng ta đi ngắm hoa ở đây, em sẽ đưa quý vị và các bạn đi về cập nhật tình hình hoa giả quỳ ở sân bay Cam Ly, phi trường Cam Ly cũ. Hoa giả quỳ cũng đã bắt đầu nở vàng óng trong cái nắng của mùa đông. Ở đây thì người ta trồng rất là nhiều hoa móng tay đang khoe sắc. Những bông hoa móng tay mỏng manh đang đung đưa trong gió và tô điểm thêm cho một góc trời. Những cô, những bác đang làm nhiệm vụ chăm sóc tưới nước cho cây hoa hồng ri. Đây là loài hoa hồng ri, cũng như là có nhiều cái tên khác như là hoa chiêu quân. Đây cũng là một loại hoa mới du nhập vào nước ta và có đặc tính là nở quanh năm, thích nghi với mọi điều kiện thời tiết. Những bông hoa mỏng manh đung đưa trong gió. Hoa của chúng thì vừa mỏng lại vừa dễ rụng nữa. Ngay vị trí này có hoa sắc pháo nữa. Năm xưa thì khu vực này đó là khu vực vòng xoay Kim Cúc, có một khu vực cây xăng. Ngày nay thì trở thành ngã sáu đầu tiên ở Đà Lạt. Và năm xưa thì còn có cây xăng Kim Cúc. Bên phía tây phải của em thì quý vị và các bạn sẽ đi lên đường Trần Hưng Đạo, nơi mà chuẩn bị có những cây mai anh đào ra bông. Và khoảng độ giữa tầm tháng giêng thì những cây mai anh đào sẽ ra bông để quý vị và các bạn ghé đến chụp hình. Còn đi thẳng thì chúng ta sẽ đi về hướng đèo Prenn, rời xa cửa ngõ của thành phố Đà Lạt. Hôm nay thời tiết ở Đà Lạt nắng ráo, cũng thuận lợi để mà quý vị và các bạn đi du lịch. Mùa này thì hết mưa rồi quý vị. Mùa này thỉnh thoảng lác đác chỉ còn một vài cơn mưa, nhưng mà rất là ít, bởi vì bây giờ cũng là cuối mùa mưa rồi. Quý vị và các bạn có thể thấy bên trái của em có một dãy phòng trọ rất là sập sệ luôn nè, dành cho những người lao động thấp ở khu vực này tạm trú ở đây để mà đi làm. Ngay vị trí này là một con hẻm trên con đường Hồ Tùng Mậu. Con đường Hồ Tùng Mậu năm xưa thì có tên là đường Tự Đức, đi men lên khách sạn Palace. Bây giờ thì em sẽ đi xuống con đường này để thông đến đường Hồ Tùng Mậu. Ở đây những cô bác, bà con mình buôn bán nhỏ lẻ thì thường sinh sống ở đây. Và khu khách sạn lớn nằm trên con đường Hồ Tùng Mậu, lúc nào cũng có du khách ghé đến. Buổi chiều hôm nay em có cảm giác khi mà đi ngang qua con đường này á, nó vắng lặng làm sao. Đây cũng chính là con đường đẹp nhất, cũng như là con đường Trần Phú, bởi vì có những hàng cây bên đường. Đối với con đường Trần Phú thì nó đẹp hơn bao giờ hết, bởi vì có một hàng cây hoa ban ở đây. Và hoa ban thì cũng chuẩn bị ra hoa rồi.
Còn đây là khách sạn Palace, nơi mà người ta cũng chuẩn bị làm những sự kiện sân khấu ca nhạc. Sắp tới thì có màn trình diễn của ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở đây. Giờ cho đến cuối năm thì còn rất nhiều chương trình và tiết mục đặc sắc. Ở đây người ta cũng vừa mới lắp thêm hệ thống đèn xanh đèn đỏ. Bên tay trái thì có khách sạn Đu Bắc và nhà thờ Con Gà. Khi mà đi qua giờ lễ vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì có những tiếng chuông nhà thờ vang lên trên con đường Trần Phú. Và cũng còn những con đường hẻm, con đường như là đường Nhà Chung, rồi con đường Bá Đà Lộc, con đường Hà Huy Tập. Bắt đầu mùa hoa dã quỳ đã đến. Với rất nhiều người thì có lẽ không thể nào bỏ qua, bởi vì hoa dã quỳ chúng ta thường thấy là có một màu vàng óng, nơi mà cũng để lại hết sức là nhiều kỷ niệm. Em đang đứng ngay khu vực lăng của ông Nguyễn Hữu Hào. Đây cũng là một địa điểm chụp hình với hoa dã quỳ hết sức là đẹp. Thời tiết từ mùa thu sang mùa khô, và thường thì vào buổi trưa thì có nắng. Quý vị và các bạn có thể thấy là những bông hoa, màu của chúng sẽ vàng rực hơn khi mà có nắng mặt trời. Nếu mà quý vị và các bạn đi chụp hình thì chúng ta cũng có thể ghé đến vị trí này, bởi vì gần ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Bây giờ em đang di chuyển vào con đường Trần Văn Côi, đi vào phi trường Cam Ly cũ. Bây giờ thì em sẽ đưa quý vị và các bạn đi ngắm hoa dã quỳ, để chúng ta ôn lại những kỷ niệm đẹp về mùa hoa dã quỳ ở Đà Lạt. Dã quỳ ở sân bay Cam Ly thì nở rất là nhiều rồi. Có những anh chị đang hái những bông hoa dã quỳ, sau đó chụm lại thành một bó, rồi cầm những bó hoa dã quỳ trên tay chụp hình, để lại cho mình những bức ảnh đẹp. Không biết quý vị và các bạn có kỷ niệm nào đối với mùa hoa dã quỳ ở Đà Lạt hay không, nhưng mà chắc chắn nó sẽ mang lại nhiều kỷ niệm đẹp đối với bất cứ ai đã từng sinh sống ở Đà Lạt. Thời điểm chụp hình với những cây hoa dã quỳ đẹp nhất là vào khung giờ buổi sáng hoặc là buổi chiều, bởi vì có những tia nắng cuối chiều cũng làm cho những bông hoa có một vẻ đẹp riêng. Bây giờ là 16 giờ hơn rồi, nắng cũng đã bắt đầu dịu hẳn. Và bây giờ thì cũng là thời điểm mà ngoài trời rất là mau tối. Và đến ngay vị trí này thì em cũng xin được tạm nói lời chia tay đến quý vị và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin được hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.